Rồi, xin chào mấy anh em ha, chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em là cái dòng lưỡi câu cao cấp bên em ha. Thì cái dòng cao cấp này là thép là đặc biệt là thép xịn nha anh em, đặc biệt thép xịn ha. Thì lưỡi câu bên em là bẻ nhà nha anh em, làm mới nhà ha. Thì cái dòng cao cấp này là cái dòng đuôi liền nha anh em, dòng đuôi liền ha. Thì cái dòng này thì em bẻ đặc biệt là mũi ngạnh làm vũa kỹ lắm nha anh em, vũa kỹ nha, tự liên tự tỉ nha anh em. Thì lưỡi câu bên em là bẻ theo khuôn chứ không phải là em bẻ tùy tiện như muốn bẻ sao bẻ nha anh em. Thì lưỡi câu này là chuyên gia cái mẫu này đặc biệt ha, nên cá táp là lụm anh em yên tâm nha anh em, đặc biệt là khâu thép tới khâu nhạy ha, mũi ngạnh đều em bẻ rất kỹ càng nha anh em, mũi ngạnh em bẻ rất kỹ càng ha. Cái mẫu em đang cặp trên tay là cái mẫu này là mẫu số, là cái mẫu số 7 bên em ha anh em, mẫu số 7 ha. Thì mẫu loại gì đây, đều có hai dòng đồng điện và đồng cỏ nha anh em. Thì thép thì em bẻ là ba loại thép, thép lớn nhỏ thôi, thì cộng 2 ly 2, 2 ly 4 và 2 ly 8. Thì cái dòng này là cái dòng xịn thép cứng lắm, thì cộng 2 ly 2 là anh em có thể nhấp cá từ 2 ký nha anh em, 2 ký từ một lạng. Còn cộng 2 ly 4 với 2 ly 8 là anh em nhấp cá từ 2 ký trở lên. Thì dòng đó thì anh em nhấp cá lớn có lớp bông thì cũng không có sợ nha anh em, không sợ nó quát. Thì đặc biệt là lòng lưỡi câu thép cá tép thì em bán cho anh em là nhiều lắm, em bán lâu rồi anh em, bán cho anh em nhiều, anh em mê lắm, cái gì nó nhạy lắm, cá táp rồi một lụm ha. Thì những anh em cũ nào thì em không nói rồi, còn như những anh em mà mới chưa có xài á thì anh em không biết ha, cái độ nó nhạy cực kỳ luôn. Anh em mua thử một cửa anh em về xài ha, anh em có thử đúng như sự thật em nói không. Thì bởi vì em bẻ theo khuôn, bẻ canh tỉ mỉ lắm. Thì cái mẫu này mẫu số 7 anh em thích mẫu này thì anh em chụp màn hình là gửi mình Zalo em ha, thì số điện thoại để trên tiêu đề, anh em mình số đó Zalo nha anh em. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa ha. Thì cái mẫu này là cái mẫu ói nha anh em, ói ha. Anh em nhìn nha, lưỡi nào dư lấy nha nè, mũi ngạnh nó thì khỏi phải nói ha, đẹp cực kỳ sắc nét luôn anh em. Thì kỹ lắm, bẻ kỹ lắm nha nè, kỹ lắm. Mấy dòng này dòng cao cấp. Thì hiện tại cộng 2 ly 2 là bán giá 200 nha anh em, còn cộng 2 ly 4 với 2 ly rưỡi là bán giá 200, là 2 ly 8 hay là bán giá 250 nha anh em. Thì cái dòng này thì xài xứng đáng một tiền anh em luôn anh em, chứ không phải mà. Thì em đặc biệt là em làm nhà nha anh em, từ câu bên em là tự em làm nhà ha, giũa mài giũa khoan lỗ đều làm nhà cho nha anh em, thủ công ha, bén lắm nha anh em, thép bén lắm ha. Thì đồng nghiện đồng cỏ thì thép bằng nhau, giá tiền đồng nhau nha anh em. Thì đồng cộng 2 ly 2 á là em bán giá là 200 nha anh em, còn cộng 2 ly 2 ly 4 với 2 ly 8 thì giá 250 nha. Rồi, anh em thích mẫu nào khi em quay thì anh em chụp màn hình lại, hoặc là anh em điện trực tiếp em gửi mẫu bên Zalo cho anh em coi nha anh em. Thì số điện thoại em là số anh em đặt hàng á, anh em biển số nó trên tiêu đề ha, em để số trên tiêu đề khi mà anh em vô là anh em sẽ thấy ha. Rồi, cái mẫu này là mẫu số 3 nha anh em, mẫu số 3 ha. Thì mẫu này anh em đi chơi xài nhiều lắm, lưỡi câu bên em là chuyên gia năm má nào gì mắc nha nè, số 3 kia. Mấy mẫu này về anh em khui hàng ra thì anh em kiểm tra hàng thoải mái nha nè, cũng không có làm anh em thất vọng đâu. Số 3 kia nè. Mũi ngạnh lưỡi nào như ở đấy nghe nè, kỹ là nó quan trọng như mũi ngạnh lắm. Mũi số 3 ha. Rồi, ngoài ra bên em có bán lưỡi câu cá chẽm nữa nghe nè, câu cá chẽm thì em có một dòng một duy nhất à. Thì cộng này là thép 2 ly 8, cái là mẫu này là mẫu nuôi ghép nên để giá thành cho anh em là giá rẻ nha, một lưỡi gì là 100.000 nha anh em. Thì cộng mẫu cá chẽm này á là anh em có thể câu cá sông từ 10 ký trở lại nha, sẽ bé thích tốt nha nè. Tại vì mẫu nuôi ghép thì em làm đỡ tốn công hơn cái mẫu nuôi liền nên em để cho anh em giá thành nó dễ xài hơn ha. Thì anh em thấy lưỡi câu như thực sự ra là ngày bẻ không có được nhiều lưỡi thôi nghe anh em, thì những cái lưỡi câu bẻ lâu lắm, mất thời gian lắm nha anh em, giũa phang mài đánh bóng tùm lum ha. Thì anh em nào có bẻ lưỡi câu thì biết ha. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em ha, chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, thật nhiều may mắn ha. Anh em có đặt hàng thì anh em chỉ vô cái số để trên tiêu đề anh em số đó, nhắn tin Zalo nha anh em. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.